Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả livestream của thẩm mỹ Dr. Đi ạ. Vâng, chào các bạn, tôi là bác sĩ Mạnh của trung tâm thẩm mỹ Dr. Đi. Nếu như các bạn hỏi tôi như thế nào là một kết quả đã được định hình từ trước thì đây chính là một minh chứng rất là rõ rệt cho chúng ta. Một vị khách hàng, một bà mẹ hai con, sau khi sinh nở đã bị teo lép hoàn toàn hai bên tuyến vú, khiến cho là hai bên ngực không còn được cái vẻ căng tròn như là thời thanh xuân nữa. Kèm theo đó là tình trạng mà tuyến vú không đều nhau khi mà hai bên ngực, một bên to hơn và một bên nhỏ hơn. Đây không phải là một tình trạng hiếm gặp mà là một hiện tượng rất hay gặp của các chị em, thậm chí là đến 90-95% các chị em là hai ngực không đều nhau. Và dẫn đến khi mà đến với Dr. D để mà thực hiện nâng ngực thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn sai một cách rất là cẩn thận và cân nhắc để làm sao để hai cái ngực nó sẽ được cân đối và không bị một bên to bên nhỏ. Và khi mà chúng tôi thăm khám tư vấn cho vị khách hàng này cùng với những công nghệ mà chúng tôi đã áp dụng, đó là công nghệ Sizer System, thì chúng ta có thể thấy là chúng tôi đã lựa chọn cho vị khách hàng đó là hai size túi 315cc và 300cc đều của Motiva Nano Chip Ergonomic. Chúng ta có thể thấy là hai cái size túi này là hoàn toàn khác nhau về độ nhô, không chỉ về thể tích đâu ạ, về độ nhô 315 và 300 nó sẽ nhô cách nhau rất là nhiều và sẽ bù trừ được một cách gọi là tương đối rất là tốt cho hai bên ngực, và chúng ta có thể nhìn thấy kết quả thông qua những hình ảnh trước mắt. Vâng, hai bên ngực rất là căng đều và tròn, khe ngực thì rất là đẹp, đó là một cái thương hiệu đến từ Dr. Lee rồi. Và kèm theo đó là khuôn ngực rất đầy đặn, tròn trịa, rất là tự nhiên mà không hề bị phô. Kèm theo đó là mặc dù là hai bên đã bị không đều nhau và chúng ta phải đặt lệch sai như thế, nhưng sau khi làm xong, chỉ sau một tiếng thôi, chúng tôi đã hô biến khiến cho là hai bên ngực là rất là cân đều. Các bạn có thể thấy nhìn từ mọi góc độ, khuôn ngực vô cùng hoàn hảo, lên rất nhiều chân kính đúng không nào? Nếu như so sánh với hình ảnh trước, chúng ta có thể thấy là cái sự thay đổi là quá tuyệt vời, rất là khác biệt. Motiva Nano Chip Ergonomic hiện nay đang là một dòng túi được sử dụng rất nhiều đối với Dr. D, và chúng tôi vẫn luôn luôn có một bộ combo kết hợp cùng với cả keo dán Demabon, khiến cho đường mổ vùng chân ngực vốn đã dấu sẹo rất kín và lành sẹo rất tốt nay lại còn càng lành sẹo một cách tuyệt vời hơn. Và chúng ta có thể thấy là khi mà nhìn xung quanh cực, nếu như chúng ta không để ý kỹ thì hoàn toàn không thể nào nhận ra được cái vết can thiệp dao kéo đúng không nào. Và khi mà chúng ta mặc bộ đồ, kể cả những bộ đồ như bikini hay là những bộ váy đầm hai dây đầy sexy, thì cũng không ai có thể nhận ra được những vết tích của dao kéo. Và chỉ sau khoảng 1 đến 3 tháng nữa thôi, khi mà khuôn ngực đã ổn định rồi, thì chắc chắn vị khách hàng này sẽ có được một cái vòng một vô cùng bốc lửa đúng không nào. Các chị em khi mà theo dõi chương trình livestream của chúng tôi thì hãy nhanh chóng chóng để gọi điện tới số hotline hoặc là inbox của chúng tôi khi có nhu cầu. Có bất cứ câu hỏi nào cần phải giải đáp về dịch vụ nâng ngực cũng như là các dịch vụ khác, nâng mũi, cắt mí hay là hút mỡ tạo hình thiếu, các bạn hãy để lại dưới phần comment hoặc inbox cho chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn, các bạn chỉ việc để lại số điện thoại thôi, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với các bạn nhanh nhất và sớm nhất để có thể tư vấn một cách kỹ càng và cụ thể hơn. Sắp đến cuối năm rồi, mùa cuối năm sắp đến rồi, khi mà những bữa tiệc chuẩn bị chào đón chúng ta rồi, chào đón năm mới và tạm biệt năm cũ, thì thời điểm này là một trong những thời điểm vàng trong năm để chúng ta làm những dịch vụ thẩm mỹ đấy ạ. Bởi chỉ sau 3 tháng nữa thôi, khi mà mọi thứ ổn định rồi, thì cũng chính là lúc chúng ta có thể phô ra những vẻ đẹp thật là nóng bỏng và tuyệt vời trong những bữa tiệc cuối năm rồi. Các bạn hãy nhanh đến với Dr. D thăm khám hoàn toàn miễn phí, cũng như là hưởng những ưu đãi trong các chương trình hiện nay của chúng tôi, và sẽ có được những cái vẻ đẹp vô cùng là tự nhiên và mỹ mãn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình livestream của chúng tôi. Chúng tôi sẽ còn có rất nhiều điều bất ngờ các bạn cho các bạn trong những livestream tiếp theo, khi mà còn rất nhiều dịch vụ mà bác sĩ chuẩn bị thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.